làm mực lá đây. Rửa sạch hai bên này. Đó, móc ruột này. Móc hết ruột đấy, cá đấy, mệt cứ ruột. Đây là cách làm sạch mực lá để nguyên đông nguyên con nha. Còn ở nhà mấy bạn có thể làm cắt bỏ cái đầu đi, đó. Rồi moi cho nó dễ. Đó, xịt lấy vào nước mình đó, xịt vào trong ạ, nó ra hết mệt đi. Hết mặt đi. Đấy. Móc hết. Xịt hết. Đá sổ với đó móc mắt. Bỏ cái mắt đi. Làm móc móng cá. Rồi móc mắt, móc miệng, móc mắt ở miệng. Rồi rửa sạch xong. Rửa sạch xong rồi đó. Con làm nhân con này tại trong bụng ít cá làm nhân này.